Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Lê Đánh Cá Đấu xin giới thiệu với anh em chài dù chân xích hàng thừa tay. Quay lại đây cho anh em xem, cho bà con xem. Cái hàng này lần đầu tiên A Đấu làm đây. Đây, túi rất là sâu nha. Túi rất là sâu này. Đấy, túi rất là sâu. Đấy, mắt nỗ khoảng tầm 3 phân rưỡi. Mắt nỗ 3 phân rưỡi thôi. Đấy, túi sâu này. Chân xích này. Đó. Đi rất là đều, đẹp. Đấy, bung ra là đẹp, mỹ mãn luôn. Hàng chài dù này thì nó tóm lại là muốn cặp chân xích được và chân dù, chân chì đúc được. Đấy, túi nó sâu. Nếu về cơ bản thì chì thì nó xuống mau hơn xích, nhưng về xích thì nó lại đều hơn chì. Rất là đẹp và thuôn xuân chỉ xuân trải. Đấy. Đẹp lắm các bác nhé, đẹp, rất là đẹp. Chài này 2,5 sải, phù hợp với địa hình hoặc là chiều cao của anh em, tầm 1m6, 1m7 là chơi được rồi. Đây, hôm nay chỉ giới thiệu về chài chân xích thôi. Anh em có nhu cầu mà liên đặt thì liên hệ với A Đấu nhé, qua số Zalo 0938 336 470. A Đấu sẽ làm cho anh em theo đúng yêu cầu luôn. Xin cảm ơn.